Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo, Trung tâm Đồ Công Văn 6 sẽ giới thiệu để cho quý vị tìm hiểu về một chiếc máy đục để đục ra những cái sản phẩm như là hoành phi câu đối hay là những cái sản phẩm về đồ thờ. Tất cả những cái sản phẩm về tranh đục thì máy CNC hiện nay bây giờ rất đang phổ biến đục trong những cái chiếc hoành phi câu đối cũng như là các bộ tranh treo tường, đúng không ạ? Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị cũng như để chia sẻ cho quý vị về một chiếc máy đục đang hoàn thiện đục một trong những cái bộ hoành phi câu đối để cho quý vị thấy được rằng là đường nét của máy đục nó đục như thế nào, nó có sắc nét hay không, nó có tỉ mỉ và tinh xảo hay không. Cũng xin chia sẻ với quý vị là nếu như chúng ta đục bất cứ một sản phẩm gì thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải thiết kế được mẫu. Nếu như chúng ta thiết kế được mẫu và chúng ta lập trình, sau đó thì chúng ta mới đưa vào máy đục để chúng ta đục. Điều quan trọng là như vậy. Thế cho nên là khi chúng ta đã thiết kế mẫu, lập trình mẫu xong rồi thì máy nó sẽ chạy theo cái yêu cầu của chúng ta lập trình. Thế cho nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về cái đường nét mà chúng tôi đã lập trình xong một trong những cái câu đối được đánh giá là rất là sắc nét. Khi quý vị nhìn thấy một trong những cái bộ hoành phi câu đối mà đục sắc nét như thế này thì cũng chia sẻ với quý vị là điều quan trọng nhất mà chúng ta mong muốn nếu như nó đẹp thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải biết cách lập trình, sau đó thì chúng ta lập trình để đưa vào nó chạy. Sau đó cái phần tiếp theo nữa đó chính là cái phần lựa chọn phôi gỗ. Ở đây thì tôi chia sẻ với quý vị đó chính là chúng tôi làm những cái bộ hoành phi câu đối này bằng gỗ mít, gỗ mít ta mà cái cây gỗ ăn quả đấy. Màu của gỗ mít nó rất là vàng, và đặc biệt về cái gỗ mít này nếu mà nói về làm đồ tâm linh thì thật sự với quý vị là tuyệt vời. Đây quý vị nhìn thấy đường nét của chiếc máy đấy, từng đường kim mũi chỉ, đường đục của nó rất là tinh xảo, rất là cân đối và sắc nét, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng là máy nó làm thì rất là nhanh, thế nhưng thưa với quý vị là một bộ hoành phi mà đục bằng máy ấy, thì nó cũng mất rất nhiều thời gian. Nếu như chúng ta mà làm nhiều thì chúng ta phải làm đồng loạt, còn chúng tôi ở đây là khách cho nên là chúng tôi phải đục theo cái nhu cầu, cho nên là chúng tôi bắt buộc phải đục từng tấm một đấy. Còn nếu như mà đục theo đại trà thì người ta đục kín máy thì thôi, tức là về cái hoành phi thì chúng ta sẽ đục được 2 cái một lúc, hoặc là nếu máy to có thể đục được 3 cái. Còn về cái câu đối ấy, thì chúng ta sẽ đục được 3 đến 4 cái một lần đục đấy. Thế cho nên là đấy là chúng ta làm đại trà. Còn ở đây thì chúng tôi làm là chúng tôi làm theo nhu cầu khách hàng. Khách hàng đặt theo yêu cầu cho nên là tôi chỉ đục được một chiếc một thôi. Bởi vì những cái chữ nho này thì mỗi nhà hoặc là mỗi một đình chùa người ta đặt một cái dòng chữ khác nhau. Thế cho nên là cái điều đó thì chúng tôi bắt buộc là phải làm từng tấm một. Đấy là chia sẻ cho quý vị. Và trong tất cả những cái bộ cuốn thư mà chúng tôi đã làm cũng như là bộ hoành phi câu đối mà chúng tôi đã làm trên máy CNC thì cũng chia sẻ với quý vị là đường nét nó rất là sắc sảo, rất là tinh khiết khi mà chia sẻ cho quý vị. Một lần nữa thì chúng tôi mong muốn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chia sẻ và đăng ký video cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn.